Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về quán triệt nghị quyết số 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh án Tòa án nhân dân tối cao, trưởng đoàn kiểm tra cho biết, theo kế hoạch kiểm tra, đoàn sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và ba đơn vị trực thuộc bộ trong việc triển khai nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nghị quyết số 19 nq ngày 25 tháng 10 năm 2017 của ban chấp hành trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo chương trình của đoàn, sau khi làm việc với ban cán sự đảng Bộ Công Thương, đoàn sẽ làm việc với Cục Kỹ thuật An toàn Môi trường Công nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, Cục Xuất nhập khẩu Đoàn kiểm tra sẽ kết thúc chương trình làm việc vào tháng 7 năm 2018.